từ trên vịnh là từ ngã tư Tân Mai thì gọi sẽ là bên Trấn Hải cho biết là cây cột đèn nghiêng 45 độ, ở vị trí là nằm gần giữa phố Quý Đồng và đang có lực lượng chức năng đến kiểm tra xử lý và các phương tiện di chuyển ở đây chú ý. Vâng, nó sản phẩm mình đâm ở không hàng kia kìa, các lực lượng chức năng nó đi là tạt đầu và thằng xe máy xử lý kiểm tra chiếc cột điện bị nghiêng rồi. Chúng tôi cũng xin muốn nhắc lại là ngã tư Nguyên Hồng của chúng ta đang ùn hướng đi Nguyễn Chí Thanh, rồi trên đường Nguyễn Nam là từ số nhà 8791 các phương tiện di chuyển gặp khó theo cả hai hướng. Ngã tư Nguyễn Khói và Lạng Yên là một lộ trình các bạn phải di chuyển chậm theo phần xác nhận của thông tin của bạn thính giả. Thằng đội mũ sò đi ngang phố Tây Sơn, phố Sơn Tây, phương tiện di chuyển ổn định, lưu ý.